Hồ Thủy Điện, Tuyên Quang điều tiết lũ từ 15 giờ ngày 3 tháng 11. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện khẩn gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về mở cửa xả sâu điều tiết lũ. Nội dung công điện nêu rõ, từ 5 giờ sáng ngày 2 tháng 11, mực nước Hồ Tuyên Quang đã đạt mức nước dâng bình thường, dương 120m và đang tăng chậm. Đến 7 giờ sáng 3 tháng 11, mực nước hồ ở mức 120,14m, trên mực nước dâng bình thường 14cm, lưu lượng về 500m³/giây, lưu lượng phát điện 380m³/giây. Căn cứ quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, ban hành kèm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hiện trạng hồ chứa và bản tin dự báo khí tượng thủy văn hạn vừa phục vụ Thủy điện Tuyên Quang của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả sâu điều tiết lũ để đảm bảo mực nước theo đúng quy định, không vượt mức nước dâng bình thường dương 120m, thời gian bắt đầu vận hành từ 15 giờ chiều 3 tháng 11. Thông báo cho các địa phương, các chủ đầu tư, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy, khu vực hạ du Thủy điện Tuyên Quang biết để sẵn sàng chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai để có quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo an toàn hạ du.